Xin chào tất cả các bác, nó quay trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi Tới Dương. Trong video clip ngày hôm nay thì cửa hàng em lại lên và về cho các bác những dòng phẩm mà các bác quan tâm. Đó cũng là những dòng phẩm mà các bác để các bác sưu tầm, như là các bác trưng bày trong không gian phòng khách, phòng làm việc. Thì các những mẫu quạt đẹp thì luôn luôn em sẽ đấu giá về và để cho các bác, để các bác trưng bày cũng như là các bác muốn sở hữu cho mình. Thì hôm nay em về là có một chiếc quạt cây, chiếc này là thương hiệu là Mitsu các bác nhé, một trong những dòng siêu đẹp các bác, đúng là người ta gọi là siêu đẹp, siêu mẫu. Đây là một trong những gọi là siêu mẫu nữa các bác nhé. Những bác là yêu thích cái đẹp mà thì alo cho em. Đây là một trong những dòng gần như là mới tinh các bác nhé, mạ mới cứng cựa luôn các bác nhỉ, mới có mức độ cảm giác như các bác cảm giác như là người ta chưa thèm động đến ấy. Có nghĩa là cảm giác nó như vậy, nó mới như này các bác, mới từng cái lan lồng này một các bác nhé, nó mới mức độ là các bác không tìm thấy một tì vết nào ở trên con quạt này, gần như là kể cả là trên cái bộ logo này, chóp mới đét đe luôn, cánh này, cánh nhựa đục các bác nhá, cánh nhựa đục. Mà chiếc này đúng là một trong những siêu phẩm các bác nhìn, vành không có một tì vết nào luôn, sợ mới, lồng của nó thì là chuẩn chỉ luôn rồi, nước sơn của nó gần như là đẹp xuất sắc. Đây là một chiếc mít, người ta vẫn gọi là mít cỏ số gáy đấy các bác nhá, mít cỏ số gáy. Chiếc này có chiều cao là 1m70 các bác nhá, chiều cao của nó là 1m70, cánh 30, nó là gần như là một siêu mẫu đấy. Người vừa nhỏ nhắn vừa cao ráo, đúng là một siêu mẫu, rất là gang sắt toàn bộ luôn, đế gang đúc, đế là để cả là bằng gang nhá các bác nhá, màu tím than, màu tím à, không phải màu. Đấy, trông rất là vững chãi luôn, dây dợ là xịn xò luôn nha các bác nhá, thích cắm xịn luôn đi em cho các bác xem. Đây gọi là mít số bìu số gáy các bác nhá, số bìu số gáy gang sắt. Đây là số bìu, đây là số nó này, hộp số đây, đây này, gọi là hộp số đây, số bìu nặng như là cối đa lỗ, chiếc nó nặng kinh khủng luôn, một trong những là siêu phẩm này. Dây dợ đẹp nhá, dây dợ vẫn còn rất là đẹp luôn này, bìu này, ốc của nó là toàn ốc lốc này, ốc mạ lốc hết này. Đấy, tất cả là toàn cái ốc mạ lốc sáng đẹp này, này gần như đẹp mọi chi tiết luôn. Đây số đây các bác nhìn, số vẫn nét căng nhá các bác nhá, số vẫn nét căng nhá. Đây các bác nhìn đây, số vẫn nét căng luôn, nét căng luôn, vẫn ống ánh từ bên trong. Đấy, dòng đời là đời ba số. Còn trước này này các bác nhìn này, tem này, tem vẫn còn nguyên này. Đây các bác ít thấy lắm, vì những cái chiếc mà nó còn như này, nguyên bản như này mà đẹp như này là ít thấy lắm, mà ít thấy thực sự luôn ở trên thị trường luôn ý. Đấy, mà nước sơn này bao zin nhá các bác nhá, nó lại zin nguyên bản nữa, nó mới khó chứ còn nếu mà vừa đẹp lại vừa zin. Đấy, những chiếc này nó gọi là siêu mẫu rồi các bác, với những bác mà yêu thích cái đẹp này, cánh này, cánh nhựa đục đấy, cao ráo đẹp, chóp cánh mới đẹp đẹp. Chắc chắn là ở thời điểm bây giờ nếu các bác mà tìm những chiếc mít cây mà mới như này thì chắc không có đâu, gần như không thấy luôn ở trên thị trường luôn các bác nhé, không thấy luôn. Và chiếc này giá cũng rất là hợp lý cho các bác để các bác sưu tầm hoặc làm quà biếu tặng nhá. Nếu tầm này là mùa hè tới này, các bác cũng có thể biếu tặng đẳng cấp với những chiếc mà chắc chắn là trên thị trường hiện tại bây giờ là không còn nữa và không có nữa, những chiếc như thế này, có nghĩa là chiếc cùng một cái đời như thế này mà nó mới như này các bác nhá, là không có nữa, chứ còn nếu mà những đời khác thì nó vẫn có thể có mà các bác nhá. 246 có giá 17 triệu đồng, bác là quan tâm alo cho em. Cao giáo 1m7. Tiếp theo đây là một trong những dòng la vương miện được
Giới chơi quạt rất thích săn lùng đấy. Đây là một trong những dòng la vương miện cánh ốc kẻ đấy, các bác nhìn nha. Đấy. Rất là đặc biệt, và dòng này thì nó là ra được về đời đầu. Đấy, nó cùng mấy những dòng la lắp lật này thì đời này nó sẽ ra trước. Đấy, ra trước ra trước dòng lắp lật các bác nhé, và những dòng la đằng sau nó. Thực về cái hình thức của cái lồng này và cái lồng của dòng này là nó cùng giống nhau, nhưng mà cái để mà nhìn nếu mà kỹ thì chiếc này nó sẽ hơi dài hơn một tí. Đấy, và dòng lắp lật Meka thì nó hơi ngắn hơn một tí. Đấy, tức là cái mõm này. Đấy, lồng của chiếc này thì đến bây giờ mà một chiếc nó mới như thế này, gần như từng cái lan một các bác nhìn nó còn bóng như xoay gương như này nha các bác nhá. Nhá, bóng như xoay gương như thế này là rất là ít luôn. Nếu nói để mà được bộ lồng zin mà còn bóng từng cái lan một như thế này thì chắc chắn là cũng không có nhiều trên thị trường. Tức là cái tỷ lệ nó có là không có nhiều các bác nhá. Còn đa phần những cái lồng này nó sẽ bị chuyển ấy hết rồi, nó rôm hoặc là gì rồi. Ít lắm, đời cổ mà, nó không còn mấy khi mà còn được những chiếc lồng đẹp như thế. Thì tất nhiên thì các bác biết rồi, nhà thì luôn luôn đấu giá, đã đấu giá thì là kiểu gì cũng phải tìm săn tìm những chiếc nó còn phải là đẹp để cho các bác, để các bác trưng bày. Thứ nhất là trưng bày, thứ hai nữa là một cái những cái tác phẩm nó liên quan đến nghệ thuật, hình thức nó đẹp. Đây nó gọi là la vương miện hai đường băng các bác nhé. Cách đây vào rất nhiều vài năm về trước thì cũng có rất nhiều, nhưng mà đúng là 1-2 năm gần đây thì những cái chiếc la mà hai đường băng này thì không còn ở trên sàn đấu giá nữa. Đấy, không còn trên sàn đấu giá, rất ít luôn, vì là nó không còn nữa các bác nhé. Đấy, không còn luôn chứ không phải là nó không có, nhưng mà ý là nó rất là ít. Mà các bác cứ thử kiểm chứng luôn, em nói là có đúng hay không nhá, rất ít luôn nhá. Còn những chiếc như kiểu dạng mà có đấy thì nó là chỉ là những chiếc người ta đã đánh lô đánh bãi đánh đống ấy, thì những chiếc đó thì nó chắc chắn là nếu mà để mà so sánh mà đưa ra mà để mà cân với những chiếc đẹp như này thì chắc là không có. Những chiếc đẹp xuất sắc như này là không có, vì là thứ nhất là nó đẹp từ cái phần ốp áp này. Đây, ốp của nó bóng này, các bác nhìn nha. Ốp áp bóng này. Đây. Nó gần như là các bác có hình dung là gần như là không còn nữa. Đấy, với lý do là những chiếc đẹp như này là họ gần như là họ sẽ đem đấu giá, còn nếu những chiếc quạt xấu thì họ sẽ đem bán công hoặc bán đánh đống. Thế nên là nó khác nhau từng chi tiết một, cái độ đẹp. Và hai nữa là đây là dòng la vương miện thì nó đẹp, nó nói là nó đẹp từ chân đẹp lên các bác nhá, nó còn đẹp từ chân lên, vì cái dòng đời này thì nó là đời cỏ rồi. Đấy, nó chỉ sau cái đời cánh đục một chút xíu thôi, có nghĩa là nó chỉ sau một chút thôi, nhưng nó vẫn là ra vào đời đầu. Dây vẫn là dây ngoài fix zin, dây xịn vẫn theo quạt nhá. Đây là cái đai của nó này, vẫn bọc từ bên Nhật về sao này, cái này đai dính này. À, mà dây là vẫn là dây xịn nhá các bác nhá, dây xịn luôn đấy. Vài chục năm nay rồi mà nó chỉ có hơi súng màu của dây thôi, một tí thôi mà nó vẫn là xịn đấy. Chứng tỏ là những chiếc này là gần như là cực kỳ là chất các bác, cực kỳ là chất. Mà em bao là bao zin nguyên bản, cả nước sơn này là zin hết nhá các bác nhá. Nên là các bác yên tâm tuyệt đối luôn, là không có bất kể một cái gì luôn. Đây là hàng xịn của nó khác hoàn toàn các bác. Từ cái đồng hồ nó là từ cái lúm đồng hồ nó vẫn còn sáng chóe. Mỗi đời nó khác, đời sáng này, đời vàng này, đời nó kia, đời vàng nó là của hãng khác. Nên là mình cứ nói lôm la như vậy. Đấy, những chiếc như thế này nó là đúng là quá tuyệt vời luôn. Nếu như bác nào mà sở hữu những chiếc này, cách đây khoảng vài tháng trước thì các bác có thể chỉ mua ở trên những chiếc bãi thôi thì nó có thể là nó cũng đã đắt rồi chứ không có rẻ đâu. Nếu mà mua bãi thôi thì nó cũng đắt rồi.
vì là thực ra là những cái chiếc này là nó đắt từ sao là cái cánh này của dòng La Vương Miện này. Đây, cái cánh này nó rất là đắt nên là lên là cái quạt nó cũng đắt. Đấy. Và động cơ máy thì là chắc chắn là quá là tuyệt vời rồi. Như bầu này, bầu còn mướt mượt luôn này, bóng mướt luôn đấy các bác thấy. Những chiếc như thế này thì chả tội gì mà mình không chơi cả, vì là những dòng này thì các bác có chơi đi đến bao giờ cho nó hỏng được, mà chơi nó là cũng là hai nữa là nó cái chất lượng của nó, chất lượng về gió nhất ấy, của nó là quá là ok luôn đấy. Cái gió của nó là rất là thích, vì cái dòng gió của dòng La Vương Miện này nó vẫn là gần như là số 1 rồi, không có cái gì là thay thế nó được. Mà dòng hai đường băng này nó là cũng là cái dòng mà được người chơi là săn tìm rất là nhiều đấy, chứ không phải không đâu. Có rất nhiều bác của em đang hỏi em mà còn bao nhiêu ngày nay rồi, từ đầu năm đến giờ còn chưa có, bây giờ mới là có một chiếc này. Đấy các bác thấy không, không phải là dễ đâu, cứ phải là lúc nào mà thích có là có được ngay đâu. Đấy, những cái dòng mà hai đường băng này các bác tìm ở đâu ra để đó nhỉ? Gang sắt chứ, đời gang sắt đấy các bác nhé. Nên là các bác nên nhớ, còn giữa là nó là mặt da, giả da đấy, giả da ấy. Rất là tuyệt vời luôn. Chiếc La Vương Miện đẹp, đúng rồi, quá tuyệt vời. Đấy. Chiếc này là mã của nó là 248, có giá 5 triệu, chiếc này cánh 30 các bác nhé. Này các bác nên nhớ là cánh 30. Đấy, đó là chiếc quạt lửng cao xít 90. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Còn về nghệ thuật và yêu thích cái đẹp thì em vẫn về thường xuyên nữa nhá. Nhà em thì là quạt cổ thì em vẫn về thường xuyên, vẫn đều như là đều đặn đấy các bạn. Những bác mà theo dõi kênh là các bác muốn thích siêu phẩm nào thì là em vẫn về đều đặn cho các bác nhá. Đây là một trong những tác phẩm nghệ thuật, nó là một trong những tác phẩm nghệ thuật của người Nhật. Đấy. Đây là một trong những dòng quạt cực kỳ là đẹp, hy chân thú các bác nhé, hy chân thú. Chiếc này gần như là xuất sắc, gần như xuất sắc luôn. Các bác nhìn chân của nó xuất sắc luôn, đúng là phải nói là cái lớp sơn của nó còn rất là sáng, rất là sáng và đẹp nhá. Đấy. Đấy, cùng lắm thì nó chỉ là chấm kim thôi, nhưng mà đúng là vài chục năm rồi mà cái nghệ thuật vẫn không thể thay đổi được. Các bác nhìn đấy, cái bản sắc của một chiếc quạt cũng như là một cái hình thức của một chiếc quạt. Các bác biết là cái chóp của nó sáng này, cánh thuộc hệ cánh này, nó là thuộc hệ cánh quạt của máy bay đấy các bác nhá. Quạt cánh quạt của máy bay, các bác đã đi máy bay rồi hoặc là các bác nhìn cái cánh quạt là các bác biết cái hút gió, cái sự hút gió của nó rất là lớn để nó làm cho mát cái động cơ bên trong đấy. Cái cánh của nó là cánh thuộc hệ cánh xoắn, mà cánh to, ốc to bằng cái bát luôn. Các bác hình dung nó, cái cánh của cái dòng này nó rất là giá trị, nó giá trị cực kỳ luôn với cái bộ cánh này. Các bác nhìn, người ta đã làm cách đây nó hàng bao nhiêu năm rồi, với một con quạt mà nó lại có một cái tính chất nghệ thuật như thế này thì là người mà muốn săn tìm, muốn chơi thì ai mà chẳng muốn sở hữu những chiếc như thế này. Các bác này là hy chân thú này, các bác nhìn với chiếc hy chân thú nó đẹp như này các bác à. Các bác nhìn dây của nó xanh ngắt, dây nguồn này, dây nguồn xanh ngắt, dây và các bác nhìn dây và cái thân này nó có giống nhau, các bác nhìn chưa, y chang luôn. Bóng như xoay gương luôn, không một tỷ vết từ cái lốc này, lốc này không có một tí rôm sảy đâu nhá, bóng như xoay gương. Các bác nhìn cái tai hồng này, sáng như xoay gương. Các bác nhìn tem đồng mới đét, các bác nhìn tem đồng vàng chóe chẹ luôn, các bác nhìn lên trước này. Đấy, tem đồng ấy. Và hai nữa là các bác nhìn cái bộ quy xay của nó bằng bọc lốc này, bọc lốc này, sáng choang này. Ấy, yeah. Trông rất là nghệ thuật luôn, rất là nghệ thuật luôn. À,
những chiếc như thế này nói thật các bác là tìm mà săn để mà có được những chiếc như thế này nó không phải là dễ các bác nhé, không phải dễ một chút nào. Vì là nhé, tìm đồng bộ này, từ cái dây này, từ cái thân chân này cho đến thân bầu này, rồi đến mọi thứ hình thức của nó này phải đẹp, phải sáng, dây trong cổ là vẫn xanh đấy, nó phải thế. Tìm những chiếc nó thực sự là đặc biệt mà nó thực sự là đẹp, các bác nhìn đến mức độ là gần như là mọi chi tiết của nó đấy, nó đẹp nó gần như mọi chi tiết luôn. Những các bác mà thích sở hữu những bộ cánh đẹp như này mà gió dòng này thì nó thôi rồi, có nghĩa là cái độ êm của nó thì thôi rồi, gió rất hay luôn các bác. Đấy, với những không gian mà các bác chơi đồ cũng như cái không gian mà các bác muốn trưng bày những chiếc quạt đẹp như này đấy lên, thì các bác sở hữu những cái dòng như thế này, cánh 30 các bác nhé. Đấy, đó là hy chân thú. Đấy, cái chóp của nó sáng như soi gương luôn. Các bác tìm những chiếc mà có chóp sáng như này, nó còn xoay cả người em đang làm clip cầm máy này các bác nhé. Đây là các bác nhìn rất tinh thì là các bác nhìn thấy luôn. Đấy, em phải cúi xuống em đi lại đằng trước để nhìn cho các bác nhìn thấy cái chóp của nó sáng và đúng là như là một người đang đi đằng trước màu đen. Đấy, rất là tuyệt vời luôn các bác. Chiếc này là mã của nó là 250, có giá là 6,5 triệu. Đấy, bác nào mà yêu thích thì alo cho em nhé, yêu thích thì bế về để mình chơi trưng bày cho nó sướng. Những chiếc quạt đẹp như này là không phải là bất kể một cửa hàng nào, không phải lúc nào cũng có đâu, ngoại trừ chịu khó săn và đấu giá trực tiếp ở bên Nhật thì mới có ở đâu, còn đi săn lùng ở đâu thì không biết, nhưng mà chắc không có. Tiếp theo nữa là đây, một là trong những siêu phẩm hy hay đế thì được mệnh danh là chơi vào thời cũng là hiện đại hơn một chút, tức là những bác lại thích cái gió êm và gió ngủ khi ở trên không gian làm việc, phòng ngủ, phòng làm việc, thì các bác đặt chiếc hy đế này là nó là một trong những siêu phẩm về gió các bác nhá. Êm thì thôi rồi, gió thì miễn phải bàn luôn. Đấy, lồng mạ là còn rất là sáng này, cái lồng mạ này. Hai nữa là từ chân thân đế của nó đẹp, không tì vết và nước sơn là zin nguyên bản hết các bác nhá. Đấy, như một cái tác phẩm nghệ thuật thì các bác hình dung là nó đẹp đến mức độ là mình không thể nào mà cưỡng lại được với cái độ còn nguyên bản của nó. Từ chân thân cột này, này các bác nhìn nhá, chân thân cột bóng như soi gương luôn, bóng như soi gương luôn, bầu biếc rồi. Đấy, tất cả là đồng hồ biếc rồi. Đấy, những chiếc hy đế mà còn đẹp như thế này là nó thực sự là đây là rất là ít luôn. Các bác nhìn dây dợ sáng đẹp. Đấy, tất cả của nó là ok luôn, chân đẹp chưa, tem mác là vẫn còn nguyên vàng chóe luôn. Đấy, rất là tuyệt vời, chiếc hy đế gang sắt. Những bác mà thích những cái dòng đế xoay hai đế này thì alo cho em nhá. Những chiếc này thì và giá thì cách đây đến vài năm rồi, đến bây giờ nó cũng vẫn thế thôi, không thay, cũng gần như là không thay đổi được cái giá trị, nó tùy theo. Đấy, cái dòng này cái phím này là giấy bóng, là hình như là đây, xem nào cái này bóc chưa bóc luôn, cái này vẫn còn chưa bóc này. Đấy, có cái thì cái mới này thì bóc rồi này, còn cái những cái mà trông hơi tí này là cái này chưa bóc này. Đấy, đẹp chưa. Đây là số ngủ các bác nhé, số S là số tròn này là số ngủ này. Đấy các bác ạ. Đấy, số tròn này là số ngủ. Đấy, đồng hồ bên này, đồng hồ cáp, đồng hồ hẹn giờ. Với những bác mà lớn tuổi rồi, thích chơi để ngủ ấy, mà cho nó giấc ngủ mình nó tròn trịa mà nó êm ả. Đấy, khi giấc ngủ dậy nó cảm giác nó dễ chịu ấy, thì các bác lên sử dụng những dòng hy đẹp này. Các bác nên nhớ là thứ nhất là cái vành từ đẹp từ cái vành logo này các bác nhá. Cái logo này là quan trọng nhất, là nó sáng đẹp này, sáng như soi gương này. Đấy, sáng đẹp này. Đấy, xong đến cái lồng này, lồng mạ này là nó phải cũng lại phải sáng bóng này, sáng gần như là cũng là đến đạt đến khoảng 8-9 điểm giờ lên này. Đấy, nó độ sáng của nó này. Mấy hai nữa là từ thân chân là đều đặn đẹp, không có tỉ vết. Đấy,
gần như là một chiếc hoàn chỉnh, hoàn thiện cho một cái nghệ thuật đẹp. Mã của nó là 247, có giá là 6.300.000 đồng nhá. Bác nào mà thực sự quan tâm Hy Ai Đế thì alo cho em nhá. Hy Ai Đế đấy. Còn hôm nay thì đúng là một clip rất là muộn, thì em cũng là hàng thực ra là nó về muộn thì em cũng chỉ kịp lên được như vậy thôi. Còn các bác theo dõi kênh và cảm thấy ok với sản phẩm của mình thì alo cho em nhá. Một lần nữa thì em xin hẹn các bác ở video clip sau.